Sáng mai rót chén rượu đào, đổ đi thì tiếc, uống vào thì say. Bạn hiền chớ tiếc lời hay, chào nhau một tiếng lộc bay đời nhà. Kênh Nhà Chất bán nhà giá rẻ Hà Nội xin chào tất cả các quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở mặt đường của Đa Sĩ nhé, thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và các bạn biết tại sao mình lại đứng ở đây không? Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một căn nhà cũng nằm trong mặt ngõ phố của Đa Sĩ, mà cách cái vị trí mình đang đứng độ tầm khoảng 200m thôi ạ. Cho nên giới thiệu qua với các bạn là một tí về cái tiện ích xung quanh căn nhà này. Thì đây là trục đường Đa Sĩ này, của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông này. Trên trục đường này thì xung quanh là có khu vực bể bơi Đa Sĩ này. Ở phía bên tay phải mình lúc nãy ấy, là có sân bóng Đa Sĩ này, nhìn thẳng sang là nhà văn hóa, tổ dân phố. Và các xung quanh bán kính độ tầm khoảng 200m thôi ạ, là các khu vực đất đấu giá, đất dạn dân và các dự án của Vingroup đang chuẩn bị thực hiện đấy ạ. Thì như các bạn biết đấy, với cái tầm tiền từ 2 đến 3 tỷ ấy, thì giờ mua nhà ở khu vực Hà Đông mà trung tâm như khu vực Đa Sĩ, Hà Trì thì cũng khá là khó tìm chứ không phải là dễ. Mà với một vị trí đẹp như cái lô nhà mà mình đang giới thiệu cho các bạn xem ấy, thì nó lại càng hiếm hơn. Hôm nay thì kênh Nhà Chất sẽ giới thiệu cho các bạn một dãy nhà phân lô tại mặt ngõ phố của Đa Sĩ, Hà Đông, thuộc phường Kiến Hưng nhé. Dãy nhà này có tổng tất cả là có 4 căn, 2 căn mặt trước và 2 căn mặt ngõ sau. 2 căn mặt ngõ trước là đang chào là 2 tỷ 850 triệu và cái căn mặt tiền rộng đấy ạ, màu trắng đấy ạ, đang chào là 2 tỷ 850. Căn mặt nhà 5 tầng này này, lô góc này này là đang chào là 2 tỷ 750 triệu. Còn 2 căn mặt ngõ sau là 2 tỷ 6 và 2 tỷ 65 nhé. Mặt ngõ trước nhà thì rộng tầm khoảng 3 đến 3 mét rưỡi đấy ạ. Và góc ô tô cách nhà chỉ 80 mét thôi ạ. Thì hôm nay Thúy Hiền sẽ giới thiệu cho các bạn là cái căn nhà 4 tầng này nhé. Căn nhà 5 tầng thì Hiền đã giới thiệu ở video bên cạnh rồi. Mình vừa xuất bản sáng ngày hôm nay thì các bạn đón xem ở trong cái kênh của mình nhé. Còn căn nhà 4 tầng này thì Hiền sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Tổng quan về căn nhà 4 tầng này, diện tích của nó là 42m2 nhé. Mặt tiền của nó là rộng 9m và trải dài theo hình chữ L. Mỗi tầng thiết kế 2 phòng đấy ạ, một vệ sinh ở góc giữa của 2 phòng. Và đây là hình ảnh tầng 1 của ngôi nhà đấy ạ. Vì góc nhà hình chữ L cho nên là thực ra khuôn đất nó không được đẹp, nhưng mà thực tế khi mình sử dụng ấy thì căn nhà này nó rất là tiện lợi nhé. Giá nó cũng rất rẻ, diện tích 42m2 mà giá chỉ 2 tỷ 850 triệu thôi, có thương lượng, trong khi những căn bên cạnh có 30m thôi, khuôn đất nó vuông, nó đẹp hơn, thì giá của nó cũng đang chào là 2 tỷ 75, 2 tỷ 6 và 2 tỷ 65 rồi ạ. Thì căn nhà này hợp với những hộ gia đình nào mà thích sử dụng với diện tích rộng đấy ạ. Và tất nhiên là cái khuôn đất nó không được đẹp nhưng mà sử dụng thì rất là hợp lý đấy ạ. Và cái góc mình đang quay cho các bạn ấy chính là góc bếp của căn nhà đấy ạ. Toàn bộ phần bếp này là làm bằng nội thất là gỗ công nghiệp ạ. Mặt đá lát gỗ lát bếp chính là đá màu đen, và ốp xung quanh bếp, góc bếp ấy là ốp bằng màu xanh dương, màu xanh lá cây đấy ạ. Và đây là góc từ nhìn từ trong ra của căn nhà. Đây là góc bếp, và đoạn này thì mình đặt một cái bộ bàn ghế ăn cũng rất là hợp lý đấy. Cái góc bếp này thì cực kỳ thoáng luôn, gần như ban ngày là không phải bật điện đấy ạ. Và cái mặt bề rộng của góc bếp này rơi vào tầm khoảng 3m đến 3m rưỡi nhé, và trải dài trên độ gần 9m2. Và nhìn thẳng, như các bạn đấy, nhìn thẳng từ ngoài vào đấy ạ, đấy chính là không gian của phòng khách nhé. Với kiểu thiết kế này thì phòng khách và phòng bếp là khá là riêng tư với nhau, rất là hay. Và cái mặt rộng của cái góc bếp này cũng rơi vào tầm khoảng 3m rưỡi. Mặt rộng của cái phòng khách là rơi tầm khoảng 3m rưỡi.
và trải dài trên khoảng độ 8 mét. Chủ đầu tư đã tặng một bàn ghế tiếp khách bằng gỗ thịt, kệ để tivi và góc mình để tivi đấy thì cũng đã có ổ cắm sẵn rồi, và toàn bộ phòng khách thì đã được thiết kế trang trí rất là tỉ mỉ tẩn mẩn. Về thì lắp một ít đồ vào thì là dùng được luôn. Còn bên góc tay phải mình đây chính là một nhà vệ sinh á, cũng đủ đồ luôn. Bây giờ thì chúng ta cùng lên tầng 2 của ngôi nhà nhé, để xem là với cái khuôn đất như này thì chủ đầu tư thiết kế như thế nào. Cái góc hành lang này thì rộng rơi vào tầm khoảng 1m2 nhé. Đây, mình đang bật điện đây. Nhà thì hơi cao nên lên xuống rất là mệt. Cho nên là vì đi nhiều cho nên mình lên mình mới bật điện nhé, cho các bạn xem. Bên góc tay trái của mình đây chính là một phòng ngủ đấy ạ. Như vậy thiết kế của nó tổng quan là hai phòng ngủ, một vệ sinh ở giữa. Góc phòng ngủ này thì đã tặng một giường này, một bộ bàn ghế trang điểm này và một điều hòa. Toàn bộ hệ thống trần thì đã làm trần thạch cao, hệ thống đèn chiếu sáng đã có. Và góc phòng ngủ này thì rộng rơi vào tầm khoảng 18 mét vuông nhé. Đây, mình sẽ đi từ trong, đi vào trong và quay ra bên ngoài. Khá là hợp lý mọi người, phòng rất là vuông vắn, rất là hợp vì cái góc này là không có mặt thoáng, cái phòng này không có mặt thoáng ở phía sau, cho nên là chủ đầu tư sẽ làm thêm một cái cánh cửa ấy phụ ở góc trong phòng, thì lúc mà mình đóng cửa mở hé cái là phòng nó không bị bí. Còn đi lại đây thì là một phòng ngủ tiếp theo này và một phòng vệ sinh ở phía bên tay phải này. Nhìn qua thì đã thấy là phòng rất nhiều cửa sổ này, có nhiều ánh sáng rồi. Và đây chính là góc phòng nhà vệ sinh nha. Nhà vệ sinh của tầng 2 đấy ạ. Tương đối đầy đủ nội thất, đầy đủ công năng sử dụng luôn ạ. Có vách kính là dùng để chắn nước khi mà mình tắm, rất là hợp lý. Trong nhà vệ sinh thì có một cửa sổ phụ nhỏ để làm cho cái phòng vệ sinh nó thông thoáng, nó không bị bí, nó không bị ẩm thấp mùi. Đây là một phòng ngủ khá là rộng. Chiều rộng của phòng ngủ này rơi vào tầm khoảng 3 đến 3 mét 2 nhé. Còn bề dài của phòng ngủ này rơi vào tầm khoảng 7 mét. 73 21, như vậy là cái diện tích phòng ngủ này là rơi vào tầm khoảng 20 mét ạ. 20 21 mét đấy ạ. Góc phòng ngủ này thì có hai mặt thoáng, ba cánh cửa sổ đã tặng rèm rồi. Đây, quên bật điện đi ạ. Góc phòng ngủ này thì để hai cái giường rất là to cũng thoải mái. Phòng này thì hiện tại là mình đang đứng ở góc tầng 3 của ngôi nhà nhé. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống tầng 2 của ngôi nhà, gồm hai phòng ngủ ở hai bên và phòng vệ sinh là ở góc sát giữa phòng ngủ thứ nhất. Góc sát ở phòng ngủ thứ nhất. Cạnh đầu tiên, cạnh góc đáy của hình chữ L đấy ạ. Phía bên tay phải của mình đấy chính là phòng ngủ phòng vệ sinh. Còn nhìn thẳng là phòng ngủ và nhìn sang bên trái là một phòng ngủ đấy ạ. Và góc hành lang ở đây thì rộng rất vào tầm khoảng 1m2 ạ. Đây là phòng ngủ ở phía trong ạ. Phòng ngủ ở phía trong thì chủ đầu tư cũng đã tặng một giường này, một điều hòa này. Và góc phòng ngủ phía trong thì có một cánh cửa sổ nhỏ đấy ạ. Ban đêm mình ngủ mà mình đóng cửa thì mình có thể mở hé cửa nhỏ này thì không khí ở trong phòng nó sẽ không bị ngột ngạt.
Và còn phòng ngủ còn lại thì cũng thiết kế như phòng ngủ ở tầng 2 nhé. Bây giờ mình cùng lên tầng 4 của ngôi nhà nhé. Vì cái phòng ngủ ngoài ở tầng 3 đấy đang đóng cửa cho nên mình không thể quay cho các bạn xem được. Trong đó chủ đã để một số đồ ấy xây dựng cho nên là mọi người không được vào, đã đóng cửa rồi. Đây là một phòng rộng ở trên tầng 4 của nhà đấy ạ. Gia chủ đã tặng hai bộ rèm này, hệ thống ba cánh cửa sổ đấy ạ, là bằng nhôm kính Aerolen, đã có song sắt bảo vệ. Và góc này thì mình có thể để máy giặt đấy ạ. Đây là lối đi ra góc sân phơi. Góc sân phơi này thì gồm một mặt thoáng vĩnh viễn nhé. Trên này đã lợp tôn rồi ạ. Đây, hai điều hòa, hai tầng, hai phòng ngủ ở tầng 2 và tầng 3 thì được đặt, cục nóng được đặt trên này nhé. Như vậy là mình cũng đã giới thiệu xong cho các bạn rồi đấy. Tổng quan lại căn nhà này là có tất cả là 5 phòng, 4 vệ sinh, 1 sân phơi, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp nhé. Chỗ để xe thì rất là thoải mái, tại vì với diện tích tầm 42m² thì để xe cộ, ăn uống và phòng khách rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cái hình dáng của khuôn nhà thì không được đẹp một tí thôi. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu là muốn đi xem căn này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0983 618489 nhé. Cái giá của căn này, nhà này là mình đang chào là 2 tỷ 850 triệu, có thương lượng và bao sang tên cho bên quý khách hàng nhé. Mọi người nếu mà theo dõi kênh mà thấy kênh hay thì hãy cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký nhé, để kênh phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại với các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye.